Vì lúc đấy là nó rõ bố mẹ rồi, rõ hai con. Rồi rồi, quay được, quay được. Nó đứng vào chỗ gần xoài nó còn quay. Tốt nhất là anh chích con xoài ra thì nó mới chạy được chứ. Để nó cứ theo con xoài này thì làm sao mà chạy được. Nó hiếu chiến. Chắc đây là tầm 20 đồng. Mua đó thì phải là